Ok. Hello các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Let's Survive Minecraft. Và các bạn sẽ có thấy thế này đời hơi lạc như hơi lạ, nhưng mà tại sao mọi thứ lại thay đổi quá nhanh chóng như vậy? Thì theo như các bạn thấy thì mình nói nào nhỉ? Mình tạm bỏ stream quay video khoảng thời gian, và trong khoảng thời gian đấy mình và đám bạn của mình đã kiếm được khá nhiều thứ. Và một trong những cái thứ đấy là cải thiện về những thứ này. Wow. Vâng, cái Labuta của anh quân quân ngu si, nơi mà không hiểu sao cắm đuốc rồi vẫn có creep. Cái ruộng thì hỏng. Cái ruộng hỏng. Mình đã làm một cái ruộng bậc thang mới với chức với hệ thống auto rửa nước và một cây cầu do người ta gọi là kỹ sư quân thiết kế, và kia là Olympia với mini game Olympia. Và sau đây chúng ta sẽ tiếp tục sau đây chúng ta sẽ vào tiết mục cùng đường lên đỉnh Olympia, và cũng vừa để quảng cáo cho Nghĩa luôn, người đã xây nó chính là Nghĩa. Mình là người đã làm cái cái trời ơi, rồi người ta gọi là gì nhỉ, cái lửa trại, và bây giờ nó biến mất rồi. Còn đây là mộ của quân, và thật là disrespect. Wow, so disrespect. Chúng ta trước khi để chúng ta tham quan, đây là cái lab, đây là cái chuồng bò và chuồng cừu cũ. Nhưng mà sau khoảng thời gian mình nhờ Dũng đi kìa, đi khắp bản đồ khắp nơi để kiếm làng kiếm sách, thì bây giờ nhà mình khá là nhiều sách và đã đúc được một số cơ số đồ khá là ngon. Ví dụ như hai cái này, mình còn đúc được cái giáp kim cương nữa, nhưng mà hiện tại thì mình vào mình không thấy cái giáp kim cương đâu cả. Và chuồng gà đã mở rộng, chuồng gà được mở rộng. Và lúc nãy thì thấy thằng Dũng nó PM bảo là chết và mất đồ, mất giáp. Thì có lẽ là mình sẽ, tất nhiên là mình sẽ đi giết nó rồi, giết nó sau. Nhưng mà cơ bản thì hôm trước mình có đúc được một cái, nếu mình nhớ không nhầm là mình đúc được một cái cúp kim cương có cái gì nhỉ, có gia tài 2, nên là mình nghĩ là việc đi kiếm kim cương không 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 khó khăn lắm, mình có thể kiếm được. Cái chính cái mình tiếc cái bảo vệ 4 và các thứ thôi. Còn đây là một trong những cái cúp kim cương mình update cho anh ấy, độ mềm mại và hiệu suất 4, tức là đập khá là nhanh và đập ra block. Còn các đồ vật như là bảo vệ khi bị rơi này, bảo vệ khỏi vật được bắn này, hiệu suất 4 này, hiệu suất 2 này, đấy thì nó trắng ra là thoải mái. Còn đây là cục khối sắt mà anh Quân đã phải làm thế để phòng trừ việc mất cắp. Và đây là xô dung nham, vì Quân sau khi đó nhận ra là việc nó dùng dung nham để đốt, có thể nó có thể đốt được rất nhiều thứ mà không phải lo vấn đề hết hết nước. Và tất nhiên nó cũng lấp luôn cả cái hồ nước dưới kia rồi, mình không nhảy xuống được. Thôi mình thấy rồi, YOLO. Và tất nhiên rồi, để trở về với, à chưa xong nhỉ, đúng rồi, quên đấy, mình bị đại đáng trí, chưa giới thiệu xong. Như các bạn thấy đây là mộ quân, còn bạn các bạn có bạn sẽ thắc mắc là cái này là cái gì, cái nhà này là cái gì mà nó lại khang trang thế này, lại được bọc một lớp đá granite với cả andesit ngon này, thì easy, nó là cái nhà trồng nấm. Wow, really 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 guys, wow. Ok, mình sẽ không nói cái gì cả. Dự là vì các bạn phải trồng nấm ở một nơi tối thì bạn không được thắp đèn hay là cái gì, thì chắc chắn là trong này nó chắc chắn là trong này nó sẽ sinh ra creep. Còn creep nó như thế nào thì đây là độ may mắn của bạn. Mình biết là FPS nó sẽ tụt và nó lag lắm đấy, 24 FPS thôi mà. Và đây là Laputa của anh Quân. Đây là đã từng là cái nhà câu của anh Dũng. Đây là nơi để, đây là chuồng ngựa
Đúng ra cái nơi để bó ngựa vào, và tất nhiên là Dũng nó cũng cầm con ngựa nó đi phá rồi. Nó thua, mình không muốn nói nữa. Nó giết ngựa của mình và nó làm mất giáp của mình thì mình sẽ giết nó sau. Bây giờ là ôi ôi ôi, lag quá, ôi lag quá, ôi đây các bạn thấy ruộng khoai tây cà rốt. Mình đang định làm gì, mình đang định làm gì nhỉ? Ôi giật, ôi lag lag quá. Cứ mỗi lần quay video máy mình lại lag, bởi vì máy mình bật nó cũng khá là lâu rồi, nên là mình sẽ lấy một cái này. Ok, chúng ta đã có thêm đồ ăn rồi. Và điểm đến cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay đó chính là cái hang. Ôi, thề cái hang này là một cái hang rất là to và có rất nhiều thứ. Mình cũng không biết cái khu này để làm gì. Ở dưới có một con zombie con và một con zombie to, mình chắc chắn mình cũng không xuống đấy đâu. Đó rồi, và đến tiết mục sau đấy, thư giãn, tiết mục thư giãn. Chúng ta có lập cái này đã. Lập đi. Lập đi. Lập 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 lập. Ok. Đặt 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 làm nên cái đường cho nó đẹp, phải không? Các bạn vậy mình tệ. Ok. Nó giống cái đường hơn rồi đấy. Chúng ta đến với trò chơi đường lên đỉnh Olympia. Và về nói trắng ra thì về cơ bản nó cũng không có gì khác một cái map parkour là mấy, nhưng mà map này là do đích thân không ad team xây nên, nên là chúng ta cùng thử. Theo như lời Nghĩa nói thì chúng ta còn 5 stack. Đây là stack đầu tiên, đây là stack thứ hai, đây sẽ là stack thứ ba, thứ ba này, thứ tư này, và đây chắc là thứ thứ năm. Thì theo lời nó nói thì nó sẽ kết hợp rất là nhiều thứ khá là tốt và đẹp, và mình chưa biết phần thưởng cái này là gì, nhưng mà chắc chắn là mong là nó sẽ tiếp tục phát huy. Bây giờ ơi, ôi đau quá, ôi lại còn lag nữa, ôi lại còn lag nữa. Tức là nên đi ở cái chế độ này cho nó. Ôi đau quá. Tại sao mình lại quên, mình lại thả nút đấy ra nhỉ? Thôi xong rồi, ôi thôi xong rồi. Ấy lag à nó. Ấy đau quá. Ok, bỏ cái này luôn ra. Nhìn cho mắt quá. Ok, lên. Lên. Hai cà rốt đi. Hồi máu đi. Không bây giờ rơi xuống phát là coi như là số mình thành số cửa hó luôn đấy. Ok. Ôi mình nghe tiếng piston. Và chưa bao giờ. Chưa bao giờ tiếng piston nó lại tuyệt vời như ngày hôm nay. Sao? Lên, lên. Ao, ao, đau quá. Không sao, chúng ta ngã hai lần mà đúng ra là cái chỗ đấy là nó mà không lag như thế này ấy, thì mình nhảy quá được rồi. Nhưng mà cái chế độ khi mà mình quay video thì các bạn biết là nó thọt thẹt nào, cái nó tụt FPS kinh. Ôi rồi ôi. Ôi rồi ôi. Ôi rồi ôi. Ôi rồi ôi, lùi đi. Ôi rồi ôi lùi nữa. Ôi rồi ôi lùi nữa. Ôi rồi. Ăn 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 ăn. Không sao, chúng ta còn có cả ngày mà. Hồi máu tí đã. Hồi máu hồi máu hồi máu. Okay, lên. Lên. Ôi rồi nó tích hai lần. Đấy. Thêm một cái trick nữa cho các bạn nào có nói thế nào nhỉ? Có thú vui hoặc là sở thích muốn parkour, hardcore parkour. Trong này gọi là nó park out, mình gọi là parkour. Hardcore parkour ở trong Minecraft thì khi mà bạn nhận sát thương kiểu tích tích rồi đấy, thì một là trong cái đám magma này này, đây là block mới trong phiên bản 1.10.2, 1.10. Hay là ở trong cây xương rồng thì nó sẽ nói nào nhỉ? Tích cho bạn một tích đam và bạn sẽ nhảy rất cao.
Vì Chúa, vì Chúa, vì chúng ta. Tôi sẽ chơi bẩn, chơi bẩn, chơi bẩn, chơi bẩn, chơi bẩn. Thôi đùa đấy, con người chân chính. Ok, chúng ta lại đi lại từ đầu. Ok, hồi máu đã, hồi máu tí, hồi máu. Trời ơi, mày hồi còn ba cục xong mày dừng là sao? Lác vậy. Ui rồi, ôi, ôi rồi, ôi rồi. Ôi dồi ôi, thôi 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 thôi. Ôi zombie nó biết nó chạy được trên đây à? À. Ôi, nó chạy được trên đấy à? Nó chạy được trên đấy à? Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Anh ơi, đại ca zombie. Em bị ôi dồi ôi cái gì đấy? Ôi dồi cái gì đấy? À. Không màu đi. Ôi giời ơi, giờ rơi xuống thì không chỉ sát thương bình thường đâu mà có con zombie nó lại trực sẵn ở dưới đấy luôn đấy. Ôi trời ơi, tôi sợ quá. Ok. Ôi, từ từ cho hết lag đã. YOLO. Ok. YOLO. Ok. YOLO. Ok. Ok, chúng ta đang YOLO. YOLO. Ok. YOLO. Ôi giời, ok. Ok ok. Rồi, chúng ta tiếp tục. A. À. Ôi trời ơi đau quá. Ôi trời ơi đau quá. Ôi rồi ôi ôi thôi xong rồi. Bạn thấy không? Mình thề luôn ý, mình thề luôn ý, lẽ ra mình nên set spam point cho cái đạn này. Hình như là mình rơi một đống đồ xuống vào lửa rồi. Mình cũng mong là mình không rơi mất hai cái kiếm. Thế kiếm đấy thì kiếm lại dễ thôi nhưng mà mình thì tiếc ấy. Ôi may quá, cái kiếm nó rơi ngay cạnh lửa. Ra đây con chó. Này qua hai kiếm không mất kìa. Ngu. Ôi rồi, ôi tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Bạn phải như vậy phải không? Kiểu bọn nó chạy ra bình thường thôi là chưa đủ. A a a, ui dồi ôi nó stick hai lần. Lác quãng là một cái tội. Hay mình nhảy trong kia nhỉ? A à, thôi, 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 em biết lỗi rồi. Em không, ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Ôi rồi ôi, ôi lag quá, lag quá. Còn mưa nữa. Ôi rồi, ôi rồi. Ôi rồi, từ 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 từ, mình phải tắt cái mưa này đã. Bạn thông cảm, bạn chờ mình tí. Xem nào. Talk color weather off. Weather off. Mình chịu rồi. À đây. Weather clear. Ok. Thời tiết trong lành rồi. Ok, giờ tiếp tục chặng đường đến với. Ôi thôi thôi thôi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ôi, thôi xong. Thôi. Mình confirm là mình đã đến được cái chỗ này nhá. Các bạn đừng đổ lỗi cho mình hay đòi hỏi. Mình confirm mình đã đến được chỗ này nhá. Ôi trời sao hiểu, ăn ăn thì lại bơi nhanh hơn. Minecraft chứng minh ăn sẽ giúp bạn đau quá. Ăn sẽ giúp bạn bơi nhanh hơn. Hãy ăn thật nhiều nếu bạn muốn bơi nhanh. Ôi đau đau đau, thôi em đau. Em đau rồi. Ôi trời đau quá. Em đau rồi. Ok, dừng 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 đi. Em đâu rồi? Dừng 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 đi. Em đâu rồi? Dừng ao. Ôi trời ơi. Ôi mày qua mình đến nơi rồi. Ôi rồi, ôi rồi, ôi rồi, ôi. Ôi rồi, ôi, ôi cái gì thế này? Nghĩa ơi, mày làm trò gì thế này? Rồi, ôi rồi, đau. Ôi rồi. A a a a a a a a. Thôi 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 xong rồi, sẽ còn cháy đó. A. Ôi rồi. Tạm biệt mọi người. Cháy này thuộc dạng. Ôi trời ơi.
Ôi, ôi, lại cháy. Ôi, trời, đi nhầm đường rồi. Ok. Ôi dồi ôi, chết tao ạ. Ok, chúng ta đã đến được rồi. Ui kệ, lô, chúng ta đến được rồi rồi. Ôi dồi, ôi dồi, sửa ngoại, ôi dồi, sửa ngoại. Đây chúng ta sẽ checkpoint của chúng ta. Nếu mà có bãi nước là chúng ta chỉ cần chạm vào nước là chúng ta sẽ được checkpoint. YOLO, ôi dồi, YOLO, nhảy qua lửa. Ôi dồi, thằng cửa hó nghĩa. Ôi dồi, ôi. Cái kiểu gì này? Ui vãi cả đấy. Ôi, ôi dồi, ôi lại lại lửa lại lại lửa lại lửa lại lửa lại lửa ôi rồi lại lửa lửa hết lửa chưa, hồi máu tí cho vui nhỉ. Rồi hồi máu đấy. Ôi ạ, ôi rồi ôi, bạn thấy ông nhảy cao nhá, có tích đam nhảy cao nhá. Ôi rồi đây rồi, ok đoạn này thì chơi được rồi. Ok, vừa hết lag vừa mượt và không có lửa. Ok. Cái gì đấy? Ôi xổ. Hello. Theo như mình thấy thì mình có hai lựa chọn. Mình có hai lựa chọn. Thì ok, nhảy qua vòng lửa vậy. Ok, ào. Mà. Ờ đấy. Ôi giời, ôi đời này, ôi đời này, ôi giời. Mình cũng không biết cái quy luật này nữa. 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6. Ôi thôi, ôi giời, ôi. Ôi ra cái này dùng để chơi lại à? Replay à? Ok, ui. Không, đại ca, đại kinh. Ôi giời, cung, ôi giời, cung, 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 ôi giời, cung. Cái xương kia tao mà giết được mày. Ôi rồi ôi rồi ôi à, ô lô 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 lô. Ô đây là, nếu bạn muốn tìm hiểu về đá đỏ thì nó là đây. Thì về cơ bản là nó khiến cho mọi thứ delay từng tí theo thời gian, và mặc dù thế thì hơi cheat nhưng mà thôi kệ, mình không có tội. Lỗi tại lỗi tại server. Thôi mình đùa đấy, mình sẽ đi lại một lần nữa. Ok. Cũng sao, dù có lag dù có sao chúng ta vẫn không từ bỏ. Ui rồi ôi, cái đấy thì hơi khó. Tiên sư mày trời sáng rồi đấy. Ôi rồi ôi rồi ôi. Tao thề tao đi đúng rồi mà mày lại lag là sao? Trời buồn vậy các bạn ạ. Nhưng mà các bạn ạ. Trời sáng rồi bọn nó vẫn không chết cho mình nhờ đêm đi. Ui dồi, Creeper. Vui quá. Creeper các bạn. Vui quá đi. Sẵn pha nhớt vậy. Chẳng biết còn mất cái gì không. Theo như mình thấy thì cũng chả mất nhiều thứ lắm. Chả biết mất cái gì. À đây, mất cái đống ở đây. Ok, tiếp tục công việc hát co bắc co nhỉ. Mình xin lỗi. Ok. Hôm nay tao quyết định thu phục được cái đấy. Không được tao không về. Tất cả do máy mình nhỏ lag, mình không có ý kiến gì, nhưng ta sẽ vượt qua cái đấy bằng sự lag của bản thân. Không sao, vô lộ.
Ow, ow, ow. YOLO, let's do this. YOLO. Ờ. 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5. Thôi mà, tao đi đúng rồi mà. À. Chả lẽ mình phải mất tận chục phút mới xác định được cái đấy này à? Ow. Ok. Ôi rồi đau, ôi rồi lại cháy rồi, lại cháy rồi. Mình nghĩ mình sẽ mở rộng chỗ này ra một tí. Để ngỡ đầu của ngã xuống thì cũng không chết được. Mình thế này là hơi phạm pháp, phạm luật nhưng mà bù đèo muốn chết. Ok. Ok. Đỡ lag chưa? Ok, lưu gì? 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Ok, kìa. Ôi, phải đã, các bạn. Quần. Quần súc vật. Súc vật vậy đai. Mình biết là mình có thể qua được nếu mình không bị lag bởi cái quay, nhưng mà mình quyết định truyền tải cái này để cho các bạn. Không sao, chúng ta lại làm được. Lô lô. Ôi giời ơi, tôi bực mình rồi đấy nha. Từ từ, nếu mình muốn đỡ lag hơn thì mình có thể cài đặt hình ảnh tầm nhìn giảm xuống tám trăng thôi, sáng ạ, sáng ấy, quy mô giao diện tự động không gắn bình thường. Ok, hạt tất cả màn hình. Ok, các loại hình ảnh bóng thực thể này, mây này bình thường này, 3D tắt này, buổi sáng tối thiểu. Ok. Ok. Ôi rồi, nó lật, nó còn lạc hơn đi. Không sao, mình có thể làm được. À. Đờ. Đờ. Đờ, nó đờ, nó đờ. Các bạn để ý là nó đờ đúng không? Các bạn cũng nhìn thấy những gì mình thấy đúng không? Các bạn nhìn thấy những gì mình thấy đúng không? Các bạn hãy nói đi. Các bạn hãy nhìn để bạn nhìn thấy những gì mình thấy đúng không? Ôi trời ơi. À à. À. Ờ. Ôi giời ơi, à. Lúc mình nhìn thì nó rất là nó rất là chết luôn. Kiểu it was that moment that he knew he fucked up. Tao không bực mình đâu. Tao không bực đâu. Tao chỉ còn một cái thử thách cuối cùng để tôi mà mày có thể cho tao được an phận và mỉm cười với mọi khán giả trên YouTube không? Tao biết chả có ai xem đâu, nhưng mà ít nhất để cho tao tự thẩm du mình với cái bộ được chứ? Ok. Tôi xem. Xịt. 1, 2, 3. Anh kia là nhảy à? Không phải. Nhảy. Ok, hai lần nhảy. Ok, mình nghĩ là mình đã có thể hình dung ra được. Nếu nó không lag, đúng không? Nếu mà nó không lag, ok. À. Nhảy. Nhảy sao? Ok.
một hai nhảy 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 đúng lúc đấy thì nó lag rip fps luôn thề rip fps luôn thề một hai ba nhảy nhảy có gì đâu rip fps vậy somehow oh yeah vâng chúng ta đã hoàn thành được rồi yeah tuyệt vời wow phê quá mình thấy phê quá bạn ơi wow this is cool man this is đây là đài vinh quang đây là đài chiến thắng I am the champion yes my friend rip fps but I do it I have done it yes oh. Yes so long you motherfuckers ha 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 giờ đi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi well hiện tại thì cái đường lên ủng hộ Olympia của mình của team mình mới chỉ đến thế này thôi, mình nghĩ mình sẽ bảo nghĩa là nó sẽ xây tiếp lên đường lên kia. Với các bạn thì chúng ta đã hoàn thành đường khắc đường của chúng ta. Yeah. Cảm ơn. Vâng. Tập hôm nay sẽ có lại kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hãy like và subscribe nếu các bạn muốn. Dislike các bạn nếu các bạn thấy chán là hãy đừng quên comment để lại bình luận ý kiến các bạn nha. Và tất nhiên hãy luôn nhớ subscribe nha. Let's channel. Peace out. Say what?